Chào bà con tạm bỏ cá thôi nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu về phương pháp che mưa thế hệ mới của vườn xanh tốt. Ngày xưa thì mình làm máng che mưa là mình sẽ làm váy hai đá này, máng che. Đó. Ngày xưa là mình dùng máng che mưa thế này, và mình cứ một năm thì mình phải thay một lần. Hoặc là nếu mà nhà gia đình nào mà tiết kiệm thì cuối mùa mình thu về thì mình sẽ đem cái tô bì này mình sẽ làm được hai lần đây, như thế này. Nhưng mà ba thì chắc là dùng được một lần thôi, và nó sẽ mổ nó sẽ dính, và tre thì tất nhiên là giá nó sẽ thẳng đó. Còn nay mình sẽ không dùng cái váy hai đá này nữa, mình sẽ đầu tư một lần là dùng cái loại nắp chụp này. Loại nắp chụp này là của vườn xanh tốt, chiều cao của đây là 14 phân. Năm ngoái thì họ làm dùng váy hai đá, và năm nay thì họ đã chuyển sang nắp chụp của vườn xanh tốt. Đây mình chỉ cần chụp lại thế này. Đó. Thao tác nhanh gọn đơn giản, 30 gió luôn, không cần phải dùng cái váy che đá này. Đôi khi nó dính mủ, mình cạo là nó dính vào nhau một cục thế này, mình lại phải lột ra mình mới che được. Còn cái đây thì mình chỉ cần gỡ ra là mình lấy được mủ, và khi cạo thì mình chỉ cần cầm lên và lại lại thế là xong, làm hết đời cao su. Những cái chén, những cái nắp chụp như thế này thì nó là dẻo, nó không có vỡ được, ngoại trừ mình giẫm hoặc là cái gì lực tác động cực mạnh ấy, thì nó mới nứt thôi, chứ còn bình thường thì dùng này thì không bao giờ mà hư hỏng được đấy. Nó như cái chén cao su như thế này, cái chén nhựa bình thường này thì dùng hết đời cao su chắc là nó cũng không hư được. Đây. Lại lại thế này ha. Đó. Đây là năm ngoái là cũng cái muỗng này phải đóng can lên đây vẫn được cách 14 phân cơ mà. Đây là yên tâm.